Thưa sư, con muốn nghiên cứu kinh tạng Pali thì bắt đầu từ đâu? Pali Digital. Sư có một số cái gợi ý cho quý vị như thế này. Thứ nhất á, là nó có những cái bản đã dịch rồi. Ví dụ như là ngài Chánh Thân ngài đã dịch có Pali Việt song hành. Song hành. Đây. Như thấy cái địa chỉ trang web trên đây ha, tam tạng Pali Việt.net. Đây. Văn bản PDF. Đây. Thì nó sẽ song ngữ. Đây không biết là nó có cái gì trời, có cái chế độ nếu mà quý vị in ra đó thì quý vị sẽ thấy nè, nó có song ngữ. Tề ná xá má về ná bút thồ vá gá hòa trẻ dưới đây nè, nó lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn đấy, thì song ngữ như thế đó thì quý vị có thể tham khảo các cái bản dịch đó, rồi tham khảo cái ngữ pháp, tham khảo ngữ pháp ví dụ như là tê ná đó, thì cái này là cái nó là chia theo cách gì, samaje ná nó là chia theo cách gì đó, và nó có nghĩa là gì, butthô chia theo cách gì, nó có nghĩa là gì, đối chiếu tương ứng. Đây là đối với những vị mà đã có học sơ ha, học sơ. Hình như sư hiểu lầm câu hỏi của quý vị hay sao á, có là nếu như quý vị mà muốn muốn là có vừa Pali vừa Việt á thì quý vị ở đây nè, là có cái bảng song ngữ đối chiếu là vừa Pali vừa Việt để cho quý vị đối chiếu. Còn nếu như mà quý vị chỉ đơn thuần là quý vị nghiên cứu kinh tạng không thôi đó, nghiên cứu kinh tạng không thôi đó, thì nó có cái trang là Sutra Center. Đây. Sutacentro.net ha. Thì ở đây á, là nó sẽ có đây là tạng kinh, đây là tạng kinh, đây là tạng luật, đây là tạng A Tỳ Đàm. Tạng kinh đây là cái này là trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ. Ví dụ như là trường bộ đi. Trường bộ đây bấm qua. Ha. Nó chia nhỏ ra những cái quyển nhỏ thôi, không có gì hết trơn á. Thì ở đây nè, trong đây là có nhiều bài kinh, và trong mỗi bài kinh á quý vị thấy đây chúng mở ra cái phần mà translation nè. Đó, sư phóng to ra cho quý vị dễ nhìn ha. Đây. Thì có bản dịch của tiếng Việt đây, ngài Thích Minh Châu, ngài dịch Việt. Bấm ra kinh Phạm Võng. Đó. Muốn nghe sẽ đọc cái bài kinh khác, mở cái bài kinh khác, ví dụ như kinh này kinh Sa Môn Quả ha, mở ra các bản dịch đây, tìm xuống đây bản dịch của ngài Minh Châu đây. Nếu chúng ta không đọc cái trường bộ nữa, chúng ta muốn quay qua chúng ta đọc Tăng Chi đi, Tăng Chi mở Tăng Chi ra, cái này nó đánh số Tăng Chi là đánh số từ số 1 tới 11 ha. Ví dụ như Tăng Chi mình mở Tăng Chi chương một pháp đi, đây ha, mở ra nè những cái bản dịch nè, đây bản dịch của ngài Minh Châu đấy. Thì như vậy là quý cái trang này thì quý vị sẽ có thể đọc được cái kinh tạng Pali ha. Và nếu như mà quý vị muốn biết là cái Pali nó cái kinh Pali nó như thế nào á thì quý vị bấm vô đây cái edition, một edition đó là nó sẽ chuyển qua cái ngôn ngữ Pali cho quý vị ha. Còn nếu mà quý vị không muốn đọc cái bản dịch của ngài Minh Châu á
thì ở đây là các vị cũng có thể đọc bản dịch của các ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Anh nè, tiếng Anh nè, tiếng Đức nè, tiếng Pháp nè, tiếng Indo, rồi tiếng Miến, tiếng Thái đó, có hết cho quý vị. Các loại ngôn ngữ, hầu hết các loại ngôn ngữ là đều có ở trong đây ha, đó để cho quý vị theo dõi. Nên là có hai nguồn, một á, là quý vị vô cái trang là sutta-central.net, thứ hai là quý vị vô trang tam tạng baliviet.net, thì hai trang này quý vị sẽ có được những bản dịch vừa Bali vừa dịch Việt để cho quý vị có thể tham khảo. Rồi,